Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một dự án là Vina Photoco. Để tham gia dự án hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video, mở Telegram, các bạn start nè bạn. Rồi các bạn bấm nút, các bạn join nhiệm vụ đầu tiên, các bạn follow kênh group và join kênh trailer các bạn. Follow và đáp lời join tiếp kênh group. Dự án này khá là cộng đồng, đông cộng đồng luôn các bạn. Rồi các bạn mới đáp lời, tiếp tục các bạn nút chat, tiếp tục lướt cấp chat E4 Z9 rồi bấm gỡ. Mình sẽ nhận được 500 top cần Vina này các bạn. Một Vina mà 0.5 đô, ghét 20 Vina cho biết phơi. Rồi bấm sau này rớt. Rồi tiếp tục thì các bạn follow fanpage like ra request cho business. Rồi follow minimum các bạn. Chờ cái kênh group seller mình đã cho rồi các bạn. Rồi các bạn follow Twitter các bạn. Twitter thì các bạn theo dõi nữa các bạn. Các bạn chỉ việc like nè các bạn. Các bạn chỉ dẫn cho Twitter nha các bạn. Các bạn tăng lại username của nó các bạn. A cộng Vina. Vina Protocol nè các bạn. Rồi bạn Twitter lên các bạn. Rồi sau khi các bạn Twitter lên xong các bạn bắt upload các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow minimum fanpage nữa nè. Bấm fan. Minimum này khó ăn quá các bạn ơi. Đây là một trang minimum, là một trang thông tin gửi truyền thông mạng xã hội thôi mà nó bị không thể truy cập trong web nè. Các bạn cứ nhấp vào hoài các bạn, nếu mà nhấp không được nữa thì các bạn dùng VPN các bạn. Thì mình thường là nhấp vào 2-3 lần là nó ra được các bạn. Rồi các bạn follow các bạn, sau khi follow các bạn mới đáp lời. Các bạn nhấp vào đây là bạn thì sẽ thấy được cái username là minimum của tất cả các bạn không bạn. Còn rồi các bạn bắt đáp lại. Rồi các bạn bấm continue. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn. Submit tại Twitter. Thì tại Twitter thì các bạn mở tại Twitter, các bạn vào trang cá nhân sẽ thấy được username tại Twitter của tất cả các bạn các bạn. Tất cả anh em làm IRP mà không biết username tại Twitter nữa thì mình bó tay luôn các bạn. Rồi mình gỡ. Rồi tiếp tục thì các bạn mới submit địa chỉ BNB Smartchain 20 trên đi, nó đề xuất là dưới chocolate nha các bạn. Hoặc là Safiban cũng được. Rồi các bạn mở địa chỉ, các bạn copy địa chỉ BNB của mình nè, các bạn sao chép lên. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào balance để check số cần kiếm được các bạn. Mình đã nhận là 500 vạn VE nè. Đây là ghép nè. Đây là quyết giao ngày mấy các bạn. Để mình coi thử các bạn. Rồi nó nói là việc rút tiền này nó sẽ tự động phân phối vào ngày 10 tháng 5 nha các bạn. Không cần điền thông tin gì hết các bạn, tự động nó phân phối các bạn. Ok, như vậy video mình hướng dẫn các bạn tham gia dự án Vina Photoco nên đang kết thúc. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video của mình. Các bạn đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Mình cũng chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo từ mình nhé.